xe đây sao? Bố ơi, gửi xe nhà hàng không? Bố ơi, cho con đi, bố phải cho con tiền. Gì? Bố đi, cho con tiền, bố phải lại thấy cái gì? Thì mỗi lượt ngồi tàu siêu tốc được 50.000 đấy. Chị bố đi, bố đi nhé bố. Đi không tính. Ừ. Đi đi. Mỗi lượt 50.000, có mỗi lượt 50.000. Con trả đi đâu? Thuê mỗi lượt 100, thuê mỗi lượt 100.000. Có giấy ướt ở đấy không? Không ạ, một lượt thôi. Chờ để đi từ không quay mặt trời đây. Đi ra tàu lượn siêu tốc đi kìa. Thì cũng phải hay đấy. Lên đi không bố? Bạn lên đi không? Cái gì không? Đấy, ui, kinh thế nhở? Tăng giá nhá, mỗi lượt 100.000. Đấy, bạn nào vào đi, 100.000 nhá. Bạn đếm cho 10 lần thì 1 triệu thôi à? Hả? Đếm cho 10 lần được 1 triệu. Đúng rồi. Nhìn kinh thế. Ôi nhìn lộn ngược kìa. Mà nếu bố ơi, nếu người ta chỉ cho từ trên mấy tuổi thì có không được vào sao? Ừ, nếu thế người ta sẽ có quy định con. Bao nhiêu đấy? 400 mét bãi gửi xe ô tô. Anh chắc là được đi rồi. Anh cũng nghe từ phải gói rồi. Bố em. Ôi lộn ngược kia thì không ở lòi ruột. Anh ôm lại dám đi. Lòi ruột đấy con ạ. Chắc gì anh đã đi đâu. Anh không nhìn. Con nhìn là con nó sợ, con không đi. Sợ hơn cả ở Việt Nam ấy. Bố ơi, con nhìn nó sợ hơn cả ở Việt Nam ấy bố ơi. Đương nhiên phải sợ rồi con. Nếu họ cho đi nó sẽ lộn. Anh thấy hư hầu đi nó tân cho lộn ngưỡng này à. Lộn ngược con. Hè nó chỉ đi ở trên đấy. Chắc ý. Chắc là vào chơi. Có bên chiều mở cửa anh ạ. À chiều mới mở mấy giờ? Mấy giờ? 1 giờ có bên dòng mở, 2 giờ cáp treo mới mở. 1 giờ thì mở cửa, còn 2 giờ cáp treo mới chạy. 1 giờ công viên dòng mở cửa, còn 2 giờ là cáp treo mở cửa. À ok ok. Công viên dòng 1 giờ, cáp treo 2 giờ. Ok thank you. Cháu con đi vệ sinh. Bây giờ con đi vệ sinh rồi. Mình vào ăn trưa luôn rồi.